Xin chào cả nhà. Hôm nay bên Solar Hưng Yên sẽ hướng dẫn mọi người là kết nối Wi-Fi của biến tần Lux Power với mạng Wi-Fi của gia đình mình và tạo tài khoản cho nó nhé. Đầu tiên là tạo tài khoản trước, đăng ký tài khoản và sau đó là kết nối Wi-Fi của cái máy biến tần này với mạng Internet của nhà mình để chúng ta có thể xem được trên điện thoại di động và điều khiển nó từ xa. Hiện tại thì em đang thử sử dụng và thực hiện trên máy Lux Power phiên bản LXP 6kW này. Bên cạnh máy là máy Dyer 6kW này. Hiện tại máy em đang test là giao tiếp với cả pin lithium ZGB. Đấy, với pin lithium này bên em đang bán với giá là 15 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 2 năm. Và máy Lux Power này thì đang bán với giá là 32 triệu 500, bao ship toàn quốc, bảo hành 5 năm. Pin lithium có giao tiếp nhé, giao tiếp qua cổng can đây, dây giao tiếp đây. Em đang kết nối để hướng dẫn mọi người là tạo tài khoản và kết nối Wi-Fi. Để tạo được tài khoản thì mọi người cần phải có cái mã của Wi-Fi này nhé. Ví dụ mã Wi-Fi này là BA12180549. Đấy, và mã đại lý, tức là mã của nhà cung cấp đó là bên em là HI002. Thì để kết nối cho nó thì đầu tiên là mọi người sẽ phải vào để đăng ký tài khoản. Bước này em sẽ thực hiện trên điện thoại cho mọi người xem. Hiện tại em đang test máy, đây là máy đang chạy nhé. Máy đang chạy ở chế độ là UPS, tức là chế độ mất điện này. Đây này, nó đang báo trên màn hình là battery give off này. Đang chạy một cái quạt 138W này. Đấy. Điện áp 230V, tần số 50Hz, AQ là 52V, SOC là 75%. Pin lithium giao tiếp mọi người nhé. Đấy. Bây giờ quay trở lại vấn đề là tạo tài khoản nhé. Tạo tài khoản và hướng dẫn bắt kết nối Wi-Fi cho nó. Thì đầu tiên là chúng ta cứ kết nối Wi-Fi với biến tần đi. Cái Wi-Fi này có 4 con ốc thì mọi người cứ bắt ốc bình thường rồi nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành là hướng dẫn mọi người là đăng ký. Với máy Lux Power và máy Dyer thì đều hỗ trợ tiếng Việt hết rồi, nên là cái việc đăng ký nó rất đơn giản. Đã rất nhiều bác mua rồi và biết làm rồi, nhưng mà có những bác chưa va chạm bao giờ hoặc những bác nhiều tuổi chưa biết cách đăng ký thì em mới làm cái video này để hướng dẫn mọi người cách đăng ký một cách chi tiết và cụ thể nhất vào phiên bản mới nhất của tháng 9 năm 2022, đăng ký bằng trên phần mềm tiếng Việt. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu là hướng dẫn luôn đây. Em sẽ hướng dẫn mọi người là đầu tiên là chúng ta phải tải ứng dụng Lux Power về nhé. Đây, cái ứng dụng có tên là Lux Power View này, mọi người lên CH Play hoặc App Store trên iPhone. Còn trên các điện thoại Samsung hoặc là Oppo, chúng ta sử dụng cái CH Play để tải ứng dụng. Tìm tới cửa hàng ứng dụng CH Play. Đây, cửa hàng Play này. Đánh từ khóa là Lux Power. Này, nó sẽ lên chữ Lux Power View nhé. Đây này, đúng cái tên này, mọi người sẽ tải về. Sau khi tải xong thì bấm vào mở giúp em nhé. Đấy. Đây là của anh khách, tài khoản em nó có rồi, em out ra này. Ở bước này thì bắt đầu là mọi người sẽ bấm vào cái chữ đăng ký giúp em. Đấy, chữ đăng ký đây. Rồi, bấm vào chữ đăng ký, đầu tiên là chúng ta sẽ viết tên đăng nhập viết tiếng Việt có dấu hoặc không dấu đều được. Ví dụ là cửa hàng Hùng Thương đi, nhà em tên là Hùng Thương, em tên là Hùng mà, vợ em tên là Thương thì gọi là cửa hàng Hùng Thương. Rồi, mật khẩu bánh từ 1 đến 6 đi cho nó dễ nhớ. Rồi. Tiếp theo mà nhập mật khẩu một lần nữa nhé, hai lần mật khẩu giống nhau. Rồi. Tên ở đây là Hùng. Đấy, ví dụ thế, địa chỉ email là solahungyen@gmail.com, số điện thoại 0987006938. Những cái gì có dấu sao là phải điền, còn không có dấu sao điền cũng được mà không điền cũng được, không ai ăn thịt mình cả. Tên hệ thống là mọi người thích đặt gì là đặt. Ví dụ như là em đặt là Hùng 6.5kW. Đấy, ví dụ như này 6.6 đi. Phần daylight saving time, cái phần này là không được tích nhé. Tích là nó sẽ bị chênh múi giờ đấy. Tiếp theo là châu lục là Asia, là châu Á rồi. Vùng thì chúng ta sẽ phải chọn cái vùng là Đông Nam Á nhé. Đây chọn Đông Nam Á, là chọn cái mục này. Mục thứ hai từ trên xuống này. Rồi, dưới này mọi người sẽ thấy nó nổi ra chữ Philippines.
bấm vào cái chữ Philippines này, nó sẽ có chữ Việt Nam mà chọn quốc gia là Việt Nam giúp em. Rồi, chọn đúng nhá. Múi giờ chúng ta đang ở múi giờ Hà Nội thì là sẽ là múi giờ cộng 7 nhá, còn múi giờ cộng 8 là giờ Trung Quốc đấy. Rồi. Phần địa chỉ ở đây thì mọi người có thể ghi của em là Ân Thi, Hưng Yên. Đấy. Cái phần nào có dấu sao thì điền, còn không có dấu sao không nhất thiết phải điền. Mã khách hàng của bên em là HI viết hoa 002. Mọi người nhập giúp em là HI 002. Cái này thì em đã dán trên vỏ thùng của máy Look Power rồi. À, khi mọi người nhập cái mã này thì mới được phép mới đăng ký được tài khoản. Và cái thứ hai là khi mà nhập cái mã này thì khi mọi người lập xong ấy thì cái wifi nó sẽ về tài khoản bên em. Khi mọi người muốn nâng cấp phần mềm hoặc muốn chỉnh sửa cài đặt từ xa, reset máy thì em sẽ reset được giúp cho mọi người. Và cái mục cuối cùng đó là số CJ của cái wifi. CJ của cái wifi là lúc nãy em đã chỉ cho mọi người rồi, là ở trên cái wifi bắt đầu bằng chữ BA. Đây ví dụ wifi này của em là BA 121 80 80 549. Rồi. Sau khi các thông số thông tin đã điền đầy đủ, mọi người sẽ phải kiểm tra lại giúp em một lần cuối. Đấy, cẩn thận thì sẽ chụp ảnh màn hình cái điện thoại này vào. Đấy. Tên đăng nhập viết đúng dấu cách như các thứ này. Cửa hàng Hùng Thương. Đấy, mật khẩu từ 1 đến 6. Cái này mọi người phải nhớ nhé, còn nếu mà quên thì cứ gọi điện cho em. Đấy, thì em sẽ lấy lại mật khẩu hoặc đổi tên cho mọi người được. Tức là tất cả những thứ trong đây đều sửa được hết. Tài khoản của em là tài khoản nhà cung cấp nên là yên tâm là sẽ nâng cấp phần mềm, sửa chữa các thông tin mọi người ở trên đây được hết. Các bác có nhu cầu cứ alo cho em, số điện thoại là 0987006938. Sau khi mọi người kiểm tra các thông số ok rồi thì có cái thông số quan trọng là mã khách hàng phải ghi đúng là HI002 thì nó mới về tài khoản bên Solar Hưng Yên nhé. Đấy, còn các mã khác là nó có nhiều tài khoản khác. Và cái số wifi là phải đúng. Rồi, sau khi xong thì mọi người sẽ bấm vào cho em vào chữ đăng ký này. Bấm vào chữ đăng ký. Đây, bấm chữ đăng ký nhá. Rồi, chờ một chút nó sẽ báo là đăng ký thành công như này là ok. Rồi, sau khi đăng ký thành công như này thì mọi người ấn vào chữ ok đỏ này. Rồi. Để lúc này thì sẽ bấm vào nút quay ra nhá. Đây, nút quay ra là cái nút này này. Đấy, bấm nút quay ra cho em. Rồi. Bây giờ tiến hành là đăng nhập vào đây là xong. Rồi, chúng ta chưa đến bước đăng nhập đi. Bây giờ quay trở lại là bắt wifi cho cái máy điện thoại nhé. À, bắt wifi cho cái biến tần. Bắt wifi thì làm như thế nào? Đấy, phần mềm chúng ta vẫn để nguyên như này nhé. Cái phần ở đây có cái phần tự động này. Đăng nhập mới nhớ tên, là hai cái này phải tích vào. Tích vào thì nó sẽ nhớ, mà không tích thì nó sẽ không nhớ. Rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành là bắt wifi cho biến tần của mình nhé. Để bắt wifi cho biến tần thì mọi người kéo màn hình điện thoại từ trên xuống, giữ biểu tượng wifi. Một lúc nó sẽ lẩy ra phần kết nối wifi. Chờ một chút cho máy nó sẽ quét, điện thoại của mình sẽ quét được các mạng wifi xung quanh nó. Chúng ta sẽ thấy có một cái wifi có tên là BA 121 80 549, chính là cái wifi của cái máy biến tần Lux Power nó đang phát ra. Mọi người sẽ kết nối điện thoại của mình với cái wifi của biến tần phát ra nhé, bằng cách là chấm vào nó này. Chờ một chút nó sẽ có chữ là đang kiểm tra chất lượng kết nối internet, xong chờ một chút nữa nó sẽ bảo với mọi người là không có kết nối internet, mọi người có muốn giữ kết nối hay không, nếu có thì tích vào có, bắt buộc phải tích có nhé. Cái này thì trên một số điện thoại hỏi, một số điện thoại không hỏi. Cái nào nó hỏi thì mọi người bảo giữ kết nối, còn nó không hỏi thì thôi. Rồi, sau khi mà nó đã bảo đây này, đã kết nối mà không sử dụng internet, thì wifi của em nó sẽ lên một dấu chấm cảm ở đây. Đấy, nó sẽ có dấu chấm cảm như này. Một số loại điện thoại không có dấu chấm cảm, nhưng mà cái quan trọng là cái máy điện thoại nó đã kết nối với cả cái wifi của cái máy biến tần. Được bước như này rồi thì mọi người bấm vào nút home trên điện thoại nhé, để quay trở về màn hình trang chủ. Đấy. Sau khi quay trở về màn hình trang chủ, mọi người sẽ bấm giúp em vào cái phần mềm Lux Power này. Truy cập vào phần mềm Lux Power. Ở bước này thì mọi người sẽ nhìn thấy cho em có một dòng chữ là kết nối wifi.
Kết nối Wi-Fi, mọi người sẽ vào đây để kết nối nó này. Đó. Khi vào chữ kết nối Wi-Fi thì sẽ bấm vào cái mũi tên cái tam giác đi xuống này. Đấy. Nó sẽ phát hiện ra rất nhiều các cái Wi-Fi xung quanh. Bây giờ mọi người muốn bắt cái Wi-Fi nào thì chấm vào Wi-Fi đó. Ví dụ em bắt cái FPT này là FPT của nhà em này, nhà em dùng mạng FPT này. Sau đó điền mật khẩu của mạng Wi-Fi nhà mình. Một Wi-Fi nhà em có mật khẩu là từ 1 đến 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Đấy, cái bước bắt Wi-Fi này chỉ thực ra mọi người chỉ mất 30 giây thôi. Nhưng mà em dạy mọi người nên là nó phải từ từ. Rồi, sau khi xong rồi thì mọi người bấm vào chữ Home Wi-Fi Connect là xong việc nhé. Em bấm vào này. Đấy, chờ một chút nó sẽ báo là kết nối thành công rồi. Đây. Cài đặt đã thành công, Wi-Fi sẽ khởi động lại. Đấy, lúc này mọi người quan sát là trên cái Wi-Fi của cái biến tần nó sẽ tự tắt đi và các cái đèn nó sẽ lần lượt nó lên. Một lúc nữa nó lên 3 đèn đứng yên là việc kết nối Wi-Fi đã thành công. Rồi. Đấy. Rồi. Sau khi xong rồi thì bước này thì mọi người lại bấm tiếp vào cái mũi tên quay ra đây. Đấy. Đấy, quay ra bước này. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào là xem được. Bây giờ tiến hành đăng nhập nhé. Lúc nãy của em là gì nhỉ? Cửa hàng Hùng Thương. Rồi, mật khẩu từ 1 đến 6 đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok. Sau đó tích vào chữ tự động đăng nhập để lần sau nó nhớ nhá. Rồi, tích vào chữ tự động đăng nhập rồi. Bấm vào đăng nhập giúp em. Và thưởng thức thành quả. Rồi. Ok, máy đã hoạt động nhá. Lúc này thì do nó là máy mới này nên là các chỉ số nó đều là 000, chả có cái gì cả. Em đang thực hiện trên máy máy này là máy Lux Power đây. Máy Lux Power nhá. Đây, em đang sử dụng trên em đang thao tác trên con máy Lux Power 6 kW giao tiếp với cả pin lithium ZRGB. Đang chạy đây. Đấy. Máy đang chạy này. Rồi, quay trở lại phần mềm đi. Trên phần mềm chúng ta sẽ đọc được các thông số. Hiện tại là nó đang xả 95W từ ắc quy ra. Công suất đang sử dụng là 93W. Xả từ ắc quy ra là 95W. Dung lượng ắc quy là 74%. Điện áp ắc quy là 52.3V. Các mục ở đây mọi người sẽ nghiên cứu nhé. Nó đang lên cái cảnh báo này là cảnh báo mất điện này. Đây, bấm vào cái lốt cảnh báo này. Nó sẽ báo ở đây là mất điện lưới. Chưa thấy báo nhỉ. Rồi, nó chưa đóng điện lưới. Đúng rồi, máy mới chưa đóng điện lưới nên nó chưa báo. Rồi. Ở đây có cái phần bánh xe này, mọi người sẽ bấm vào đây để cài đặt từ xa nhé. Để cài đặt được thì mọi người sẽ bấm vào các cái đây này. Các cái tam giác đi xuống này, có 3 cái tam giác này. Đấy, tài khoản này là tài khoản người tiêu dùng cuối nên là nó chỉ có 3 cái tam giác thôi. Còn tài khoản của em ấy, cái tài khoản Solar Nghiên là tài khoản của nhà cung cấp nên là nó có vô vàn các mục cài đặt. Còn của mọi người thì nó chỉ có 1, có 2 hoặc 3 cái gạch như thế này thôi. Đấy, mọi người ví dụ muốn cài đặt vào sạc này, mọi người bấm vào nó sẽ ra một đống các thông số. Bây giờ mọi người sẽ bấm giúp em vào chữ đọc tất cả. Đấy, để cho nó loát dữ liệu từ biến tần về. Sau khi nó load xong thì ở đây nó sẽ lên một loạt các thông số này. Đây ví dụ mọi người có thể thấy công số. Tỷ lệ công suất sạc AC là 100%. 100% tức là 4000W. Con máy này là máy LXP, công suất sạc là 4000 mà là 80A. Đấy, 100% của 80A thì 10% là 8A thì 20% nó sẽ là 16A. Thì 30% nó sẽ là 19A. Thế nó khoảng 35% thì nó sẽ sạc 21A. Chỗ này sẽ điền là 31%. Xong bấm New. Trên máy SLA nó khác nhỉ. Rồi ok. Ví dụ như thế thôi. Ở dưới đây nó có rất nhiều các cái mục khác. Rồi ok. Đấy là về phần mục nhá. Về tổng quan đây. Mọi người có thể nhìn thấy như thế này. Khi mọi người muốn làm mới dữ liệu thì kéo từ trên màn hình xuống. Tức là vuốt từ trên xuống dưới theo chiều mũi tên em kẻ đây này. Đấy, thì nó sẽ quay và nó sẽ lấy dữ liệu mới. Rồi. Còn một phương pháp nữa để mọi người có thể cài đặt được các cái thông số chi tiết của máy thì mọi người sẽ làm như sau. Bây giờ mọi người sẽ vào cái bấm vào cái biểu tượng thằng người này, đăng xuất nó ra cho em nhé.
Đấy, đăng xuất phần mềm ra khỏi phần mềm này rồi. Đấy, vào cái mục kết nối wifi của máy điện thoại, bắt cái wifi của biến tần phát ra. Cái này nó gọi là cài đặt qua wifi. Đấy, bắt wifi này. Chờ tí nó đang kết nối internet đây. Rồi. Bây giờ lại quay trở lại phần mềm Lux Power, mọi người sẽ bấm giúp em vào chữ kết nối nội bộ đây. Vào chữ kết nối nội bộ nhá. Đấy. Bấm vào chữ kết nối nội bộ, chờ một lúc mọi người sẽ đọc được các cái thông tin của máy sẽ chạy luôn. Hiện tại thời điểm này máy đang chạy là 80W này. Đấy, mọi thứ nó cũng bình thường như mình xem online. Đây là mình đang xem nội bộ, là xem trực tiếp từ máy phát ra và truyền sang đây. Tín hiệu là trực tiếp 1 giây 1. Đấy, là sẽ lấy tín hiệu trực tiếp luôn. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái hình cái bánh xe này này để cài đặt nhé. Ở đây thì nó ra vô vàn các cái chức năng để cài đặt đây. 1 này, 2, 3, 4, 5. Đấy, có tất cả 5 mục để cài đặt mà lúc nãy chỉ có 3 mục thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ bấm vào chữ đọc tất cả để đọc tất cả các cái dữ liệu thông tin của cái máy viễn tần. Rồi, đọc dữ liệu cho nó nhá. Bấm vào đọc tất cả này. Chờ một chút nó sẽ đọc vào phần cài đặt sạc đây. Đấy. Lúc nãy em đặt sạc 31% này, nó vẫn là 31% này. Đấy. Ở dưới đây nó có cài đặt sạc này, cài đặt xả này. Đấy, cài đặt xả đây, rất nhiều các chỉ số, các cái thông tin. Các cái chỉ số này thì nghiên cứu sau, cái gì mọi người hiểu thì mọi người bấm, cái gì không hiểu thì không lên nghiên cứu nhá. Với rất nhiều bác nghiên cứu xong thì lúc nó loạn lên máy nó bị khóa lại, nó không chạy nữa, lại phải gọi bên em để reset lại máy. Rất nhiều bác nghiên cứu cái kiểu đó. Em giải thích qua một số các cái chi tiết, ví dụ như là bật nguồn dự phòng. Bật nguồn dự phòng tức là bật cái cổng UPS đấy, tức là cái cổng UPS là cổng điện ra đấy. Còn bật PV keep off tức là cái tính năng này là tính năng sử dụng mà không cần ắc quy, điện từ tấm pin năng lượng mặt trời trực tiếp ra 220V. Phần tiếp theo là bật đẩy lưới, là bật bán điện, không có bán điện thì tắt nó đi. Tiếp theo là công suất đẩy lưới, là muốn đẩy lưới bao nhiêu, đẩy lưới 1% hay đẩy lưới 100%. Đây là tính công suất đẩy lưới của 6.000W nhé. 1% là 60W, 10% là 600W. Đấy, 20% là 1.200W. Đấy, muốn đẩy bao nhiêu thì bấm vào đó. Tiếp theo là loại hệ thống là máy một pha, máy pha R. Cái micro grip này không sử dụng, chung ắc quy này là không sử dụng nếu mọi người mua một máy. Nó rất nhiều các cái mục. Cái phần về CT này là mọi người cũng không nghiên cứu ở đây nhá. CT này hôm nọ có một bác nghiên cứu đây, bác chỉnh lung tung là máy nó chạy loạn lên. Thế là em lại phải reset lại. Thời điểm này là 22:50 ngày 9/9/2022. Rồi ở đây là các cái mục cài đặt đấy, mọi người vào đây cái gì thì cài. Đây, cài đặt ngưng xả các thứ. Rồi, ok. Em giới thiệu tới đáp vậy thôi. Thế là mọi người có thể tạo được tài khoản này, bắt kết nối wifi cho máy biến tần rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người thấy video hay thì hãy chia sẻ giúp em nhé, ủng hộ em bằng cách đăng ký và cho một lượt like. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây.